Kính thưa quý vị, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sám giảng. Đây là quyển thứ ba mà Đức Giáo Chủ đã viết năm 1939 tại Hòa Hảo, dài 612 câu, khởi đầu bằng câu ngồi trên đảnh núi Liên Đài và chấm dứt bởi câu chúc cho bá tánh muôn sầu tiêu tan. Quyển này sẽ do độc giảng viên Nguyễn Văn Mạnh thành lòng đọc lại. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi trên đảnh nơi núi Liên Đài, tu hành tầm đạo một mai cứu đời. Lang thiên một cõi xa chơi, non cao đành thượng thảnh thơi vô cùng. Hiu gió ơi thổi lạnh lùng, phất phơ liễu yếu lạnh lùng tòng mai. Mùa xuân hứng ơi cảnh lầu đài, lúc còn xác thịt thi tài hùng anh. Tư di mây phủ nhiều đành, bồng lai một cõi hữu danh chữ đề. Kể từ tiên cảnh ta về, non bồng ta ở giữa kề mấy năm. Dạo chơi tầm bậc tri âm, nay vì thương chúng trần gian phản hồi. Nghĩ mình trong sạch đã rồi, đào tiên tạm thực về ngồi cõi xa. Phong trần tâm đã rời ra, ngọc thanh là hiểu ai mà dám tranh. Ngày ra chơi chốn rừng xanh, tối về kinh kệ cưỡi canh mặt người. Xuân trần lỡ khóc lỡ cười, ham vui đào mận vuông tròn chẳng sống. Chừng nào xấu nói quá lòng, trần gian mới rõ tấm lòng thần tiên. Thương đời ta mượn y bút nghiêng, thở than ít tiếng dài phiền lòng son. Bắt đầu trai nọ lạc con, thân này thương chúng hao mòn từ đây. Minh hoàng chưa ngự đài mây, gầm trong thế sự còn đầy gian truân. Đòa đưa cứu kẻ trầm luân, đang chờ dần đến mới mừng
Chúa tôi. Thảm thương thế sự lắm ôi, dày đầy thê thảm lắm hồi mê ly. Dạo chơi lục tỉnh một khi, rước đưa người tục tu trì xa khơi. Nó chịu rồi lại đói mời, dương trần sắp dương bệnh trời từ đây. Khuyên trần sớm liễu bắp khoai, cháo rào đỡ già tháng ngày cho qua. Nhắn cùng bốn ơi đau gần xa, tu hành trì chi mới là liệu mai. Nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiếng thánh lâu đài quốc dương. Niệm Phật nào đợi mùi hương, miệng tâm thành kính tòa chương cùng gần. Lao sao bể ơi bắt non tầng, quân phiền tham báo xa gần cùng qua. Tranh phân cho rõ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơi. Khổ lao đà sắp đến nơi, thế gian bớt miệng kêu mời cõi âm. Dầu cho có ở xa xăm, cũng là ráng tới viếng thăm mà dương trần. Ngũ hành cùng các chư thần, từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh. Chuông kia treo sợi chỉ mạnh, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Hiếu trung hải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Bây giờ kẻ ơi sợ người tề, hiền lương đến hội cùng kề với nhau. Phật trời chẳng ơi luận nghèo giàu, ai nhiều phước đức được vào cõi tiên. Hữu phận thì cũng hữu duyên, sửa tâm hiền đức cõi tiên cùng gần. Ta mang mình thịt đi xác trần, ra tay dắt chúng được gần bồng lai. Mai sau nhiều cuộc đất cài, đua nhau mà chạy lầu đài cùng xa.
lập rồi cái hồi long qua, đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chính chiều ruột đau. Mặc ai tranh luận thấp cao, thương trong lê thư xáo xào từ đây. Chinh chinh bóng xê về tây, đối nhìn trần thế xác thấy ê hề. Thương trần ta cũng ráng thề, đặng cho ba tánh liễu bề tu thân. Tu hành chẳng được đức ân, thì ta chẳng phải xác thân người đời. Phật truyền ta dài mấy lời, đặng cho trần thế thức thời tu thân. Nào là luân lý ơi tứ ân, phải lo đền đáp xác thân mới còn. Ai mà sửa ơi đặng vuông tròn, lòng dần đến hội lầu son giữa kề. Thương đời vắng vật sai mê, làm điều gian ác thảm thế sau này. Kể từ hầu hạ bên thầy, vào ra chầu trực đài mây cùng gần. Tuy là nương vừa non tầng, ngày sau thế cuộc xoay dần về nam. Qua sông nhờ được câu lam, tu hành nào đợi chùa am làm gì. Bây giờ bạc lộn với chì, nửa sao lọc lại dứt tì cùng chê. Bờ dần chớ có sai mê, trung lương chánh trực giữa kề đài mây. Mạng lo gây gỗ tối ngày, chẳng lo rèn đúc trí tài hiền lương. Thân này ăn tuyết nằm sương, chẳng than chẳng thở vì thương thế trần. Theo thầy giảng dạy nhiều lần, dương gian nào biết thế trần nào hay. Cầu cho dân khỏi nạn tai, qua nơi khổ não mặt ai chê cười. Bạc đầu giám ơi sánh vàng mười, u mê mà lại chê cười thần tiên.
từ sơn lạnh lâm tuyền, về đây hội hiệp xa duyên tớ thầy. Ở rừng bạn dơi cao cày, bây giờ xuống thế cao cày lìa xa. Thiên cơ biến đổi càng qua, gầm trong thế giới còn đôi ba phần. Mau mau kiếp kiếp mà chuyện cần, chúng sanh còn có lập thân hồi này. Tuần quần thiên địa đổi xây, cảm thương trần hạ lòng đây chẳng sờn. Cũng còn kẻ ơi ghét người hờn, vì không rõ hiểu xa dương của thầy. Hồ lan ác ơi thú muôn bày, lớp bài lớp chạy sau này đã đoán. Ai mà ăn ở nghinh ngang, đón đường nói bắt sẽ tan xác hồn. Chữ rằng quả phước vô môn, đau đầu cũng phải xác hồn tiêu tan. Khuyên người hữu ơi phước giàu sang, mau mau làm phước làm doan cho rồi. Để sao khói đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Ai mà ăn ở ngược xuôi, bị nơi răng rít chẳng vui ở đâu làng. Răng to tên gọi mạng xà, trên rừng nói xuống nó tha dương trần. Ai mà tu tỉnh chuyên cần, làm đường ngay thẳng có thần độ cho. Thương đời hết giả cần lo, chẳng lo niệm Phật nhỏ to làm gì. Tu là tâm trí nhu mì, tu hiền tu thảo vậy thì cho sống. Tu cầu cứu vớt tổ tông, giới cho ba tánh máu hồng bớt rơi. Tu cầu cha mẹ thánh thơi, quốc dương thủy thổ chiều mới phản hồi. Tu đền nợ thế cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Người tu phải ơi lánh hơi men, đừng ham sắc lịch lắm phen lụy mình. Tu là sửa ơi trọn ân tình, Tào Khang chồng vợ bố kình đừng phai. Tu cầu Đức Phật Như Lai,
cứu dân qua khỏi nạn tai bụi này. Chữ tu chơi khá trễ chạy, phải trao phải sửa nghe thầy dạy khuyên. Ra đời xứng hiểu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Tu không cần lại cần quy, ngồi đâu cũng sửa vậy thì mới mau. Trí hiền tâm mi đức chùi lao, ra công lộc kỹ thì thao ra vàng. Vinh hoa phú quý chẳng màng, ra quái ra lực cởi thoàn xa chơi. Con sông dòng nước chiều mới, dốc lòng trả nợ nước đời cho sông. Chừng nào bốn đạo hiểu thông, thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi. Chữ vinh chữ ơi nhục mấy hồi, đến khi thất vận làm mồi yêu tinh. Tu rèn tâm trí cho mình, tánh kia thành kiến phỉ tình chùi lao. Hiểu rồi những việc lao đao, ở cùng cô bác làm sao cho tròn. Kinh yêu nào phải hao mòn, ở cho phải nghĩa lòng son mới vừa. Nghinh ngang hỗn ơi ẩu phải chừa, bà con nội ngoại già thưa mới làm. Sớm diện phải ơi ở thật thà, dầu không quen biết cũng là như quen. Ở cho cha mẹ ngợi khen, gặp người lâm nạn đua chen giúp dùm. Xác thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng trọn thú hùm sẽ thay. Cho rồi nhân nghĩa mới hay, lễ nghi phong quá đổi thay làm gì. Từ đây biến đổi gì kỳ, chương thế chuyện gì cũng có chuyện lai. Rèn tâm cho được thẳng ngay, khỏi nơi tà quỷ một mai thấy đời. Cũng là người ở trong trời, cớ sao ăn ở nhiều lời ngổn ngang. Hung hăng ấy của giàu sang, chẳng kiên trời Phật mê mang ý tiền. Dạy rồi cái đạo tu hiền, làm trai nhỏ tuổi tình duyên đang nồng.
cũng đừng ghẹo gái có chồng, cũng đừng phá hoại chữ đồng gái trinh. Ra đường chọc ghẹo gái xinh, nửa sao mắt phải yêu tinh hư mình. Sự cho vẹn chữ nghĩa tình, dâng lời cha mẹ mà gìn gia can. Nghiêm đường chịu lình cho an, loạn luân càng kỵ hổ mang tiếng đời. Anh em đừng có đổi dời, phụ phàng chưa muối xe lơi nghĩa tình. Tuy là trời đất rộng thinh, có thần xem xét phân minh cho người. Vô duyên chưa nói mà cười, chưa đi mà chạy hỡi người vô duyên. Lớn lên phần gái cần chuyên, làm ăn thì phải cho xiên mới là. Phải gìn dục vọng lòng ta, đừng chiều theo nói vậy mà hư thân. Nghe lời cha mẹ cân phân, tam tùng gian dự lập thân buổi này. Tình duyên chẳng ơi kiếp thì chạy, chớ đừng cãi lình gió mây ngoài tình. Đi thưa về cũng phải trình, công dung ngôn hành thân mình phải trao. Công là phải sửa làm sao, làm ăn các việc tầm phào chẳng nên. Mình là gái ơi mới lớn lên, đừng cho công việc hớ hên mới là. Chữ dung là phận đàn bà, dốc hình tươi tắn đứng đi dịu dàng. Dù cho mắt chữ nghèo nàn, cũng là phải sửa phải sang mới màu. Ngôn là lời nói ơi mặc dầu, cũng cho nghiêm chỉnh mới hầu khôn ngoan. Đừng dùng lời tiếng phàn ngang, thì cha với mẹ mới an tấm lòng. Hạnh là đức tánh phải không, ở cùng chòm xóm đừng cho mất lòng. Bốn điều nếu đã làm xong, cũng gìn chữ hiếu phục tòng song thân. Dạy rồi những chuyện đi đức ân, phận làm cha mẹ xử phân lẽ nào. Lỗi lầm chớ có hùng hào,
đừng chửi, đừng rủa, đừng cao, đừng bơi. Đem lời hiền đức tốt tươi, đặng mà giáo quá vàng mười chẳng hơn. Cũng đừng gây gỗ giận hờn, cho con bắt trước xả dân mới là. Nam mô sao chữ Di Đà, từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Xưa nay sao chữ lành tâm, chẳng ai chịu khói niệm sanh. Thử coi trì tâm thì quá ít ôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Rạch tim đêm để nó vào, thì là mới khỏi máu đào tuôn rơi. Để sao đến việc ta tới, rồi tu sao kịp chịu mới cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Tu hành nhiều kẻ ơi chẳng ưa, mặc ai dèm xiêm sớm trưa chẳng màng. Gầm trong thế ơi sự trần hoàng, người hung người ác tà gian cũng nhiều. Thương đời ta mới đánh liều, mong người tu tịnh ít nhiều cũng hay. Muốn tu còn đợi chiều mai, khuyên người rèn sớm thì xài lâu hư. Những người có của tiền dư, hãy nên bố thí dành tư làm gì. Sao đây nhiều chuyện ly kỳ, kể sao cho xiết vậy thì dân ôi. Tại sao chẳng cúng chè xôi, bởi vì tận thế Phật thôi ăn chè. Cũng không có ai muốn qua què, lầu đài sơn phết cũng là chẳng ham. Ai chê khờ dại cũng cam, chớ tôi cũng chẳng có ham lầu đài. Chữ tu hãy ơi ráng miệt bài, đừng kể vắng dài, đừng nể mau lâu. Giáo khuyên khắp hết đâu đâu, bớt điều mị dối mới hầu thấy ta. Đừng theo lũ quỷ lũ ma, cung kiến nó mà nó phải ăn quen. Chết rồi cũng ơi bớt cốc khen, trong đờn lễ nhạc tế sen ít gì.
đàn du thầy lễ ơi cùng kỳ. Mắt phải chuyện gì phụ phục bình hưng, lại thêm đờn địch đi từng từng. Đem con heo sống mà dưng làm gì, chủ gia kẻ lại người quỳ. Làm chuyện gì kỳ giả dối hay không, nếu không thì trả lời không. Bằng mà có dối thì hồng sửa đi. Thương đời ta luôn sầu bi, học nhỏ cứ mãi làm thi ngạo đời. Rung đùi ngâm chuyện trên trời, tình duyên ca nước dậy thời dồ con. Thấy đời ta cũng ơi héo dồn, học nhỏ mà chẳng làm tròn nghĩa nhân. Khoe mình chẳng có ai hơn, nhờ làm thuốc bắt đỡ cơn túng nghèo. Hiền nhân chẳng chịu làm theo, đợi ai có bệnh túng nghèo chẳng tha. Hốt thời các đại ơi các ba, nó đòi năm các người ta hoàng hồn. Lành bay còn ác lại tồn, đến chừng lập phổi xác hồn lìa xa. Mây âm thầy thuốc lang xa, cũng là mổ mật người ta lấy tiền. Xin trong anh chị đừng phiền, đồng bạc đồng tiền là thứ phi ân. Muốn sao giữa được các lần, hãy nên trao sữa hiền nhân mới là. Những người quê dốt thật thà, cũng nên tu niệm nhờ mà thân sao. Lập đời mới biết thấp cao, bây giờ chưa biết ai thao ai chì. Đời xưa có ngũ duyên kỳ, đem tài học thuốc hiến thì cho dân. Người xưa còn chẳng cần thân, miễn cho trong nước chúng dân được nhờ. Để tâm yên lặng như tờ, nghĩ suy lời lẽ tỏ mờ thế nào. Luận xem thế sự thấp cao, khuyên dân hãy bớt làm màu hiếu nhi. Bớt bỏ rình rang một khi, nếu cha mẹ chết làm ý lời này. Là lời truyền giáo của thầy, bóng qua cầu Phật hiệp dày đi chôn.
còn mình muốn đại làng thôn thì là tùy ý đáp ngôn cho người. Gặm trong thế ơi sự nực cười, chẳng lo cải sửa cho người tâm ngay. Mình làm chữ hiếu mới hay, chớ mướn người ngoài cầu nguyện khó siêu. Muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Ai ai hãy ráng mà suy, thương đời ta tỏ chuyện ni rõ ràng. Làm từng trà rượu xinh xoan, rồi thì chửi lộn mà ăn nổi gì. Dương trần làm chuyện gì kỳ, tạo nhiều cảnh giả chơn thì chẳng theo. Của tiền chơi có bỏ theo, chết rồi tê lệ bò heo làm gì. Nếu ai biết chữ tu trì, cha mẹ còn sống vậy thì cho ăn. Không làm để ở lung lăng, chửi cha mắng mẹ lăng xăng thiếu gì. Ở cho biết nhường biết tùy, vui lòng cha mẹ vậy thì mới ngoan. Đạo là vốn thiệt cái nhớ đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Thôi thôi bớt miệng hùng anh, ở nơi cửa khẩu thiệt rành tiếng ni. Chưng bài quân tử làm chi, của đồ hổ bịch vậy thì xưng hô. Lũ đàn lũ điếm hồ đồ, anh hùng quân tử xưng hô rền trời. Gặp ai mắc nạn cười chơi, chớ không ra sức giúp đời điều chi. Hổ mình là bậc tu mi, chưa tròn bốn phận mà tí tôn mình. Kể từ thượng lộ đăng trình, vào nam ra bắc mặt tình bôn phi. Khuyên răng trần thế một khi, tuôn đời sắp hạ bằng ni rõ ràng. Dương gian làm quyển ơi nói càng, cùng sớm cuối làng đâu cũng như đâu.
hòa reo dục trống nhiều câu, sai đồng khiến quỷ nói lâu nực cười. Ta khuyên hết thảy các người, nhiều chuyện trò cười hãy bỏ bớt đi. Đừng hò đừng réo làm chi, nghìn ngàn kiểu múa có khi hại mình. Nghe không thì cũng mặc tình, nói cho rõ rệt dân tin không là. Quan Âm Nam Hải Phổ Đà cùng thầy ra lệnh nên ta giáo truyền. Thánh thần không phải thiếu tiền, mà kêu mà reo xuống trần mà sai. Nam mô Quan Âm Như Lai, cầu xin chư Phật cứu nay dương trần. Khuyên đừng chửi ơi thánh mắng thần, xưa nay thứ lỗi thế trần chẳng kiên. Lượng thần ghi chép liên miên, nào tội nào phước dưới miền trần gian. Tâu qua Thượng Đế Ngọc Hoàng, dương trần hung ác đã đoan quá nhiều. Chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng ngài muốn sự tiêu cho rồi. Minh Vương khói đứng khôn ngồi, thảm thương Lê Thứ mắt hồi gian trưng. Trước đền mắt ngọc lụy rưng, quỷ yêu ba tánh biết chừng nào nguôi. Làm sao cho già được vui, cúi đầu lại Phật cầu xin cứu trần. Lời khuyên xưa ấy cũng một lần, nay mượn xác trần xuống bút ra cơ. Khôn ngoan nghe nói ngẩn ngơ, ngu si thì tưởng như thơ biếm đời. Ở đâu cũng ơi Phật cùng trời, tâm thành chí nguyện xem đời khó chi. Văn thù Bồ Tát từ bi, chèo thuyền Bát Nhã cứu thì trần gian. Gió đưa lướt sóng bườm loan, rước người tu niệm xê sang phỉ tình. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách ni mất tình yêu đương. Bàn môn tài phép mơ nào tường,
kêu trời dầm đất cùng thì dạ rân. Nói cho trần thế liệu toan, chớ theo tà đạo mà tan xác hồn. Nó làm nhiều phép nhiều môn, bùa mê thuốc lũ mê hồn chúng sanh. Thành binh sai đầu cũng rành, nếu tình thời mắt tan tành về sao. Bây giờ bất luận người nào, không dùng của thế sắc màu cũng không. Nói cho bốn đạo rõ lòng, ấy là chân chánh mới hồng vinh vang. Địa tiên tài phép đa đoan, phi đao bửu kiếm mê mang mắt trần. Phật truyền thâu hết phép thần, cứu an ba tánh một lần nạn nguy. Phiên binh bốn phía ơi tứ gì, kể sao cho xiết chuyện ni sau này. Lớp thì thú ơi ác dày đầy, lớp thì tranh đấu tối ngày chẳng thôi. Kẻ hung chừng đó làm mồi, cho bầy ác thú đền bồi tội xưa. Bây giờ còn mãi ơi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Hiền lành chừng đó xung dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi. Đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn. Mười cửa xem thấy ghê hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cùng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang, tam hoàng trở lại là đời thương quân. Khuyên dân lòng chơi có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Người hung chết đất chật thay, nhìn xem bắt thảm ngày rày cho dân. Mấy người còn được xác thân, thì là đài ngọc các lân mới kề.
Bây giờ kẻ nhúng người trề, chê ta rằng dại rằng khờ cùng cam. Dương trần bỏ bớt tanh tham, đừng chơi cờ bạc đừng làm ác gian. Để sao coi hồi coi hàng, coi tiền coi Phật mới ngoan bớ trần. Điếm đàn đi ơi thoại chớ gần, để sao xem thấy non tầng xôn xao. Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau, bền lòng niệm Phật thì sao thanh nhàn. Đừng quen thói cũ làm càng, trộm gà cắp vịt xóm làng ghét dơ. Khi xưa ta cũng mơ làm thơ, mà đời trần hạ làm ngơ ít nhìn. Dạy cho trần thế phỉ tình, đàn tiếng cõi tục phân minh hai đường. Bây giờ hát bộ là thường, để sao Phật hát tỏ tường cho xem. Cái lương tuồng ấy cũ mềm, tốn tiền buồn ngủ lại thèm đồ ăn. Nhảy lùi nhảy ơi tới lăng xăng, làm tuồng mèo mà thêm nhăn cho đời. Hạ quân lòng giá đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Ráng nghe lời dạy của Thầy, để chừng đến việc kiếm Thầy khó ra. Tây phương Thầy lại quá xa, nên ta mới nói cạn lời dân nghe. Đừng ham lên ngựa xuống xe, ăn xài phí của lụa the làm gì. Xuống trần tay dài cố lì, cốt cho trần thế nghe thì mới thôi. Ngày nay xe lết xe lôi, đúng lời truyền xăm của hồi đời lê. Là năm rồng răng ngựa dê, chúng sanh thế giới ê hề thay phơi. Tràng trình truyền xăm mấy lời, ngày nay dân chúng dậy thời ráng tri. Hiền nhân bổn phần tu mi, hãy mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ. Ngọn đèn khi tỏ khi mờ, chúng sanh còn đợi còn chờ chuyện chi.
Trên trời xuất hiện tử vi, hoàng mình sang suốt vậy thì dân ơi. Thương dân khói đứng khôn ngồi, xót xa dạ ngọc bồi hồi tâm trung. Gió giông thì cội cây rung, phương xa có giặc thung dung đằng nào. Trời Tây chúng ơi nó hùng hào, đem lòng gây gỗ máu đào mới tuôn. Cầu trời cho chúng y qua chuông, thế gian yên lặng hát tuồng khải ca. Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đau lai. Ước mong dân khỏi nạn tai, dắt diều tiên cảnh bồng lai nhiều người. Xem trần khó nổi vui cười, lo giàu lo lợi chẳng rồi bơ dân. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi bao hiếu lúc thân yếu già. Dường linh đơm hoài mới là có chi cũng nay vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới hay. Mặc ai tranh luận đấu tài, khuyên dân nên hại miết mài chữ tu. Giáng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn. Học theo mối đạo làm con, luận xem học mới mấy đón đời này. Văn minh sửa mặt sửa mày, áo quần láng mướt ngại rài ăn chơi. Dọn xem hình dốc lá lơi, ra đường ăn nói những lời nguyệt qua. Trong tâm nhớ những điều tà, lời ăn tiếng nói thiệt là quá lanh. Xưng là đầu trẻ tuổi xanh, chẳng trao hiền đức học hành làm chi. Khôn ngoan thời những chuyện gì cũng là lừa dối, vậy thì dân quê. Người xưa nó lại khinh chê, ông cha hữu bài u mê hơn mình. Tự do trai gái kết tình, với lo trao sữa cho mình đẹp tươi. Gái trai đến tuổi đôi mươi,
chẳng kiên cha mẹ nói cười là lời. Xóa hình sửa sắc chiều mới, đặng làm những chuyện trái đời vô liêm. Cớ sao chê cổ trọng kim, phụ cha phản nghi chúa lỗi niềm tôi con. Thấy đời trần hạ thon giòn, ai nuôi cho lớn mà còn khinh khi. Ông cha thuở trước ngu si, mà ngại mà thật hơn thì đời nay. Học hai lời dùng tiền tài, lên quan xuống quyền ăn xài là lê. Gặp ai đôi rách cười chê, miệng kia hễ mở chửi thề chán rân. Chẳng lo rèn trí lập thân, để làm sao trả khổ thân sau này. Giáo viên các ơi sợ các thầy, khuyên mau tỉnh ngộ tập rài lòng nhân. Giúp đời đừng đợi trả ơn, miễn tròn bốn phần hay hơn bạc vàng. Đánh liều ta cũng nói càng, cứu dân bất luận giàu sang khó nghèo. Vinh qua như thể bọt bèo, hiền lương bất luận khó nghèo cũng xin. Nhất năm gia tình triều minh, nàng kiều vì hiếu bán mình chuộc cha. Tuy là lưu lạc bôn ba, đến khi mãn hạn bạn xưa cùng nhìn. Ghét ưa ta cùng mặc tình, nghiệm kiếm suy cổ biện minh thế nào. Ba gia kẻ ơi thấp người cao, hiện thần hiếu nghĩa ráng trao cho rồi. Giảng này chỉ các điều tồi, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà suy. Thân ta chẳng ơi tiếc chi, miệng cho ba tánh nạn gì cùng qua. Luận xem những việc sâu xa, chúng sanh tướng Phật thì là hãy coi. Tháng ngày như thế đưa thôi, nguyện cầu thế giới bớt ngồi chiến tranh. Ngồi buồn dân gặp chiêu manh, ta cho ba tánh bức tranh vô hình. Ai ai cũng ơi ráng xét mình,
Nếu còn tánh xấu thì rinh ra ngoài. Cạn lời mà ý còn dài, hiến cho Trần Hạ một bài ngụ ngôn. Tới đây ta giả làng thôn, Ngọc Thanh lùi gót phi bôn ở Nam Kỳ. Hiện thần sách sử nêu ghi, Miểu son tạc để tu mi trung thần. Thôi thôi cảnh ơi khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận ráng đêm vào lòng. Người tu như thể ba tông, ai ai cũng quý cũng trông cùng nhìn. Xưa trao là phận của mình, xưa nay lời lẽ sự kinh rõ ràng. Chừng nào ta gặp hấn hoàng, chúng sanh mới hết phàn nàn số căn. Mạnh tông xưa cũng khóc măng, đất khô nảy một rõ lòng hiếu nhi. Mặc ai nhạo bán khinh khi, phần ta niệm chữ từ bi độ đời. Muốn xem được Phật được trời, thì là phải ráng nghe lời dạy răn. Ba gia cùng các chư tăng, việc tu không đợi hương đăng làm gì. Đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem bao ngọc ly kỳ năm non. Phật thương bốn đạo như con, muốn cho bốn đạo lòng son ghi lời. Nửa sao đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Tới đây cũng dứt giảng kinh, nếu ai biết sửa tâm linh mới màu. Nam mô lòng sở nguyện cầu, chúc cho ba tánh muôn sầu tiêu tan. Cầu Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư Quan Cựu Thần, chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bảy Núi, phổ độ bá tánh vạn dân, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đây đến bài Dụng Kinh Quyền. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ 1942. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi ôi trời đất mấy muôn trùng
dùng kinh quyền đạt hiếu trung. Ngặt nổi thân phàm dương dân nàng, trường thi chưa mở trong chưa thùng, trong chưa thùng sĩ tử dân chờ trong. Mong ngóng mau mau thấy mặt rồng, bàn hồ danh đề tên trí sĩ, đem tài thao lược giúp non sông. Giúp non sông trong lúc chiều gian trưng, thảm lệ tràn tuôn mãi chẳng ngừng. Mịt mịt mờ mờ mưa gió đàn, phong trần đài đoa mấy mười xuân. Mấy mười xuân vắng Chúa trong hoài, thân gợi nơi người nở chẳng dài. Trời đất lẽ nào không xét đến, để cho dân việc khổ lâu dài. Khổ lâu dài nay sắp mãn hay chưa, cầu nguyện Phật trời gọi móc kiếp mở lòng qua xoay mấy tàu, cho dân hồng lạc thọ ân thừa. Thọ ân thừa mà được cảnh nhàn an, trăm họ đầu đê trước thanh hoàng. Nguyện dư can thường gìn Phật đạo, giao hòa mãi mãi với lần bàn. Với lần bàn sẽ dứt môi thâm thù, trên dưới một lòng chí nguyện tu. Chẳng dám trễ bế đường đạo
đức đặng mong chẳng vướng cánh ao tô. Cánh ao tù giờ vẫn phải còn mang, nặng trĩu trên đầu héo ruột gan. Chi dốc thuốc ly dòng xích toa, cầu trên thánh chúa dừng ngai vàng. Chúa dừng ngai vàng xài mới yên, rồi ngay cảnh tục trở về tiên. Chẳng còn tham luyến nơi trần thế, vì cả thế gian hết đạo phiền. Nam mô A Di Đà Phật.